Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu cách chọn mua chiếc rèm chắn nắng dành cho xe ô tô. Như các bạn đã biết thì trên thị trường có rất nhiều loại rèm chắn nắng với chất lượng khác nhau. Nếu không để ý chọn mua, chúng ta có thể sẽ mua nhầm phải loại kém chất lượng. Trên tay tôi đang là hai chiếc rèm chắn nắng với chất lượng hoàn toàn khác nhau. Trông thì rất là giống nhau, tuy nhiên thì chúng ta sẽ thử xem bên trong. Đầu tiên là chiếc rèm đang có bán tại Gia Dụng Nhà Việt. Đây là chiếc rèm dành cho xe sedan, có chiều cao khoảng 70cm. Còn đây là chiếc rèm trôi nổi trên thị trường mà tôi mua được ở trên một trang thương mại điện tử. Cái bộ này thì được đóng gói khá cẩn thận với các cái xốp mút đi kèm. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng lắp đặt. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm tới cái giác hút. Cái bộ phận này rất quan trọng vì nó sẽ giúp cho cái rèm của chúng ta giữ chặt trên kính. Loại tốt chúng ta sẽ có một cái lớp keo ở đấy để dính và cái miếng giác hút khá lớn. Các bạn thấy kích thước của hai loại này khá là chênh lệch, đúng không ạ? Ngoài ra thì các bạn để ý này, cái loại tốt bao giờ nó sẽ có cái khóa này để nó hút chặt vào. Khi các bạn gạt xuống thì cái giác hút này sẽ được mút vào rất là chặt. Ở bộ phận giữ rèm thì cũng tương tự, ta có cái phần giác hút đấy ạ. Giác hút của cái bộ tốt bao giờ cũng có khóa và có keo dính ở bề mặt để giúp bám vào mặt kính chắc hơn. Còn cái bộ kém chất lượng thì nó chỉ là cái giác hút đơn giản thôi. Đây ạ. Ở cái bộ đầy đủ thì sẽ cho kèm một cái phụ kiện giúp chúng ta cắt ngắn bớt cái rèm để phòng trường hợp nó dài quá, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng dao để cắt theo cái vạch đã chỉ sẵn ở đây, không bị lệch. Tiếp theo chúng ta sẽ để ý cơ chế thu gọn của cái rèm này. Như loại tốt là nó sẽ dùng hai cái dây để kéo gọn cái rèm lại. Nên các bạn thấy là cái rèm được kéo rất gọn và chắc chắn. Đây các bạn nhìn rõ hai cái dây này. Hai dây này nó sẽ có lò xo kéo lại. Kéo ra kéo vào rất là trơn tru, không bị vặn vẹo. Trong khi cái loại kém chất lượng ấy thì nó chỉ có một dây thôi. Bạn nhìn ạ, một dây. Đấy, nó bị cong khi mà kéo dài ra. Có một dây và cái lực kéo nó cũng rất là nhỏ. Ngoài ra chúng ta sẽ để ý đến cái chất lượng chắn nắng. Các bạn thấy cái loại rèm tốt thì có mặt phía sau có màu đen rất rõ ràng. Ở trạng thái gấp gọn do có hai dây giữ nên cái rèm chất lượng tốt nó rất chắc chắn, còn cái rèm chất lượng kém các bạn thấy nó ọp ẹp. Ok, với những đặc điểm chúng ta vừa tìm hiểu thì khi mua rèm chắn nắng chúng ta sẽ cần quan tâm tới cái giác hút, nó phải to và có lớp keo dính. Ngoài ra thì nó có cả khóa, khi mà các bạn gắn vào các bạn bật khóa thì nó sẽ hút chặt hơn. Đây cái khóa đấy ạ. Tất cả các chân đều sẽ có khóa như thế này. Rất là chắc chắn đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ cần mua loại mà có hai cái dây để cuộn, giúp cái rèm nó ổn định hơn. Nhờ có hai dây cuộn nên khi các bạn gấp gọn lại nó rất chắc chắn. Đây các bạn thấy không? Rất chắc. Để tìm hiểu kỹ hơn về các loại rèm chắn nắng dành cho xe ô tô, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.